chị em thân mến thiên chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời vì thế ta hãy tôn vinh thiên chúa và tin tưởng cầu xin Hội Thánh có sứ mạng gìn giữ, bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin chân thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phan Cô. Các đứng giám mục và linh mục luôn biết ý thức sống đức, chứng tá đức tin giữa những thử thách đố của thời đại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ai tin vào con của người thì không phải hư mất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn vững tin vào con Thiên Chúa và sống theo lời Ngài, để họ sự sống của Thiên Chúa được dạy men và lan tỏa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ chúng ta cùng cầu xin chúa cho những ai đang lầm đường lạc lối biết chạy đến với lòng thương xót chúa để được người tha thứ và biến đổi cuộc đời chúng ta cùng cầu xin chúa Hay hành động theo sự thật thì đến cùng ánh sáng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết sống theo sự thật và bác ái để đời sống mỗi người luôn phát triển khuôn mặt rạng rỡ ra người của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúng con cũng cầu xin chúa là đứng giàu lòng xót thương sớm đưa linh hồn cha cố Francisco Xavier vừa từ trần tại việt nam về thiên quốc quê hương vĩnh cửu của chúng ta chúng ta cùng cầu xin chúa trong thinh lặng chúng ta hãy dâng lên chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi người chúng ta chúng ta cùng cầu xin chúa